đẹp mà. Ồ, vậy là có khách đặt hết luôn hả? Trời ơi, vậy là... Ồ, đây có nguyên một đoàn nè, mặc những bộ đồ bà ba rất là đẹp nha. Xin chào, xin chào, xin chào. Quá đẹp luôn rồi. Đây là cúc mâm xôi Hà Lan. Ồ, con thấy gì là bông bự hơn. Bự hơn của hàng Hàn Quốc. Nghĩ là trên 1 mét á. Nhưng mà bị gì tính bự hơn nữa, chỉ cái này buộc lại đó hả? Về mỗi bạn là có một cái chậu hoa hết trơn luôn ha. Về tặng luôn hả? Trời ơi, tặng luôn không? Giống luôn, đứa này là chừng nào mà nó tan thì thôi chứ nó không bao giờ nó sạc hết. Mà nó ba lớp bông nha, nhìn kỹ nha, cắt coi nè. Một lớp trên nè, lớp giữa nè, rụng lớp dưới nè, thấy không? Chứ không bao nhiêu bông trồng. Quá trời bông luôn. Cũng khiếp bông luôn. Nó là rất là đẹp nha. Cô ở đây là sòi nhà đem về để bán nè. Thì vui quá, rất là đẹp nha. Mà giấy đẹp ghê luôn. Ở trên đây thì có một địa điểm chụp ảnh cũng rất là đẹp nha. Giống như là một cái cây cầu để mà bắt lên trên trên mây vậy đó. Trên kia có một cái mặt trăng nữa kìa. Sao kỳ vậy? Cái này giống du sinh quá, du lịch về là kiểu như là đầy xe hoa phải không? Về Bến Tre luôn hả? Cao Tùng Vlog mến chào quý cô chú anh chị và các bạn nha. Hiện tại thì Cao Tùng Vlog đã có mặt tại làng hoa Sa Đéc. Thì còn khoảng tầm chưa đầy một tháng nữa thì đã đến Tết Nguyên Đán, Tết Giáp Thìn năm 2024. Thì Cao Tùng Vlog tiếp tục cập nhật tình hình làng hoa Sa Đéc, xem những cái tuần cuối chuẩn bị Tết Giáp Thìn thì cái lượng du khách có đổ về làng hoa Sa Đéc đông hay không nha. Và Cao Tùng Vlog sẽ tìm kiếm một số cái địa điểm đẹp để gửi đến quý cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi, Cao Tùng Vlog sẽ mời quý cô chú anh chị và các bạn theo chân Cao Tùng để vào khám phá làng hoa Sa Đéc. Rồi bây giờ thì mình sẽ tiếp tục cập nhật tình hình ở khu vực làng hoa Sa Đéc để xem là có một số điểm mới nào mà đẹp thì Cao Tùng Vlog sẽ ghé vào đó để review những cái quang cảnh cũng như là những khu vực đẹp miễn phí để cho bạn nào có thời gian thì có thể đi tham quan nha. Bữa nay chủ nhật thì mình thấy rất là đông xe, những cái xe đậu ở trong khu vực bãi xe kìa, quá đông luôn rồi. Ở trong đây có một cái chỗ cũng rất là đẹp nè, mình thấy có rất là đông các bạn ghé vào trong đó để tham quan kìa. Một điểm du lịch hiện tại cũng rất là đông bà con ghé vào đây để chụp ảnh, đó là khu vực cánh đồng hoa. Hôm nay là chủ nhật, một ngày cuối tuần thì mình thấy lượng du khách đổ về đây phải nói là cũng rất là đông nha. Phía trước thì có một quán nước và mình sẽ gửi xe ở khu vực phía ngoài này. Rồi đi vô du lịch luôn, chụp ảnh hả anh trai? Kênh nào cho anh? Em Cao Tùng Vlog. Rồi mấy em nhỏ rồi, có mấy cây dù che cái thấy xinh quá ha. Dễ cưng ghê luôn á. Dạ, dân đi du lịch chuyên nghiệp. Dân đi. Cái này là du lịch chuyên nghiệp thiệt nè. Rồi nè, chào luôn nè. Quá cưng người ta ơi. Trời ơi, đẹp quá đẹp luôn rồi. Nhìn hết xích dễ cưng rồi. Quá đẹp luôn. Bữa nay thì mình thấy là hoa chỗ bông rất là nhiều rồi. Phải nói là rất là đẹp nha. Ôi, bông trang bữa nay chỗ rộ hết trơn luôn rồi nè. Mình giờ mình sẽ đi vào bên trong nha. Quá đẹp luôn rồi. Mấy em nhỏ chụp ảnh.
trên đó là cây cầu tình yêu. Ở trong đây có một địa điểm chụp ảnh cũng khá là đẹp nè. Đây, bây giờ mình sẽ đi vào khu vực cánh đồng hoa nha. Ở đây thì nói chung là hiện tại thì cũng rất là đông các bạn đến đây để chụp ảnh nha. Trong đây thì rất là nhiều hoa luôn. Ở đâu bán vé em trai? Nó nghỉ bán luôn hả? Vậy là miễn phí phải không? Phi luôn rồi, quá im luôn ta. Tại trước anh thấy có để bảng giá kìa. Để sách du lịch nào để ra giữa. Để ra giữa mới được phải không? Rồi, quá im luôn. Rồi, giờ mình cũng thông tin cho các bạn nha. Là hiện tại thì cánh đồng hoa đã không có thu tiền vé nữa rồi. Vậy là vào miễn phí. Quá tuyệt vời luôn. Vậy là đi chụp ảnh được hoàn toàn miễn phí rồi. Ồ, quá đẹp luôn rồi. Trời ơi, cái này mà bộ dài này mà chụp ảnh là tuyệt vời luôn rồi ha. Chụp được bao nhiêu bộ ảnh rồi người đẹp? Cỡ ghi chưa? Ghi điện thoại chưa? Quá đẹp luôn rồi. Bộ dài này mà vào trong mấy cái vườn hoa là tuyệt vời luôn á. Quá đẹp. Chuẩn bị về hả người đẹp? Chuẩn bị về chưa hay là mới vô? À, mới vô ha. Quá đẹp luôn rồi. Mình có thấy khách nước ngoài nữa ta. Đây, có mấy anh chị nước ngoài nữa kìa. Hello, hello, hello. Bây giờ mình sẽ đi qua bên đây nha. Mình thấy bên đây đông nè. Ngồi trong đây đông quá luôn nè. Xin chào, xin chào. Ồ, quá đẹp luôn. Very good. Very good, very good. Quá đẹp. Quá đẹp, quá đẹp. Quá đẹp. Ồ, anh trai nói tiếng Việt Nam quá gần. Where are you from? Pháp. Pháp, à. Anh này người Pháp. Hoa này hoa gì hả em trai, em biết không? Không biết luôn hả? Cái bông nó bự mà đẹp quá ta. Ồ, này ta trang trí hai bên nguyên một cái hai đường hoa, cái giữa thì nguyên một cái vòng luôn à. Cẩm tú cầu. Ồ, như vậy là hoa cẩm tú cầu nghe cô chú anh chị. Nhiều khi mình đến đây mình review mà mình không biết hoa là chết luôn á. Đẹp quá, đẹp luôn rồi. Từ Đà Lạt anh về luôn hả anh trai? À. Sáng giờ chụp đỡ không anh trai? Lại gai, lại gai ha. Có mấy vườn hoa gì là vô chụp là đẹp rồi. Ồ, bên đây có mấy cái vô đây, tập trung vô đây. Ồ, quá đẹp luôn ta ơi. Hết chứ đẹp rồi nè. Rồi chụp nguyên đoàn luôn, kỷ niệm đi, quá đẹp luôn rồi. Có anh đó chụp ảnh kìa. Trời ơi quá đẹp luôn rồi. Cái này không biết phải con nháy không ta, sao mình thấy nó cái cọng nó khác. Nguyên một vườn hoa luôn. Quá đẹp luôn. Chụp phi mà không sao đâu. Chỉ tốn tiền chụp ảnh thôi. Đi vô khỏi tốn tiền mà. Ồ, hoa đẹp quá đẹp luôn ta ơi. Nó chứ đẹp rồi. Đây là khu vực cánh đồng hoa nha. Chụp ảnh chưa cô? Chuẩn bị chụp ha. Ồ, quá đẹp luôn nè. Ồ, mấy cái luống này nhìn tuyệt vời luôn nè. Mình quay cho cô chú anh chị xem nha. Đó. Quá đẹp luôn rồi. Ôi. Công nhận bữa nay thì mấy cái địa điểm mà du lịch hiện tại thì cũng đang mở cửa miễn phí á. Và ở trong đây thì trang trí những cái con đường hoa phải nói là rất là đẹp nha. Hôm nay chủ nhật cuối tuần thì khách du lịch cũng rất là đông. Rồi quay phim kỷ niệm luôn.
quá đẹp luôn rồi. Rồi giờ đây mình nhìn đây, kìa tới lên đây nghe một hai ba này nghe. Rồi quá đẹp luôn. Chụp tấm nữa. Chị nhìn em là chị, mấy chị đừng nhìn đâu hết trơn nha, chị này đứng xích quay chút đi. Rồi quá đẹp luôn. Rồi giờ đây nghe một hai ba. Tấm lên nè, tấm lên nè, một lấy tay xuống chia ơi, một hai ba nè, ok. Rồi quá đẹp luôn rồi. Rồi kỷ niệm luôn. Quê Đồng Tháp luôn hả anh trai? Phải không? Long An. Long An hả? Giữa lúa miền Tây. Giữa lúa miền Tây hả? Long An. Quá tuyệt vời. Ở đây thì mình thấy có nhiều cô chú hình như là bà con người Chăm á. Cơ sở sản xuất hoa kiển Hai Cao. Đây qua đây review bên đây luôn. Hoa đẹp quá luôn. Cái này là hoa chỗ gỗ hết trơn hả em trai? Chỗ lây gai hoài. Lây gai hoài luôn ha. Ồ, đẹp quá. Ôi ôi mấy cái giường mồng gà kìa. Đẹp quá đẹp. Mấy giường qua mồng gà nha. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi quay luôn. Quay hai cô luôn. Trời ơi sao cắt bỏ bông chân rồi cô. Chuẩn bị Tết ha. Dạ. Hoa này là mình cắt như vậy là khoảng tầm bao lâu là nó chỗ đều lại hết cô? Không, cái này không có nào lên đọt nhiều thịt. À. Tự nó ra lâu lắm. Có nghĩa là bông nó cũng tàn rồi ha. Mình cắt để cho mọc những bông mới. Dạ. Nói chung là nhìn thấy cắt thì rất là ổn. Tại vì bông đẹp mà. Giờ tàn rồi phải cắt cho nó chỗ những cái bông mới. Chỉ là cây cầu tình yêu phải không anh trai? Đại kiều. Đại kiều hả? Chứ không phải cầu tình yêu hả? Cầu đẹp bự. Đẹp. Đại là bự phải không? Ông nào che con nai tao mất tiêu con mắt luôn kìa. Rồi quá đẹp luôn. Cởi trâu luôn. Trâu phải không? Bữa nay như là hoa người ta dẹp bớt rồi. Đây, mình đi lên trên luôn. Ôi cúc mâm xôi đẹp quá. Đây nè cô chú anh chị ơi. Ôi đây cũng có mấy dàn cúc mâm xôi bên này. Chỗ rộ chân là đẹp quá đẹp luôn rồi nè. Đó tuyệt vời đúng không? Hết hồn đẹp luôn. Bữa nay chỗ rộ luôn nè. Cúc của quả mi đẹp nè. Cúc mâm xôi anh trai. Hàn Quốc. Cúc này đẹp nè, chắc giống này mới nhập về Việt Nam. Dạ. Giống này cũng có mấy năm nay nhưng mà đặc biệt là cái màu tím này á, năm nay là mới luôn. Tím này mới chưa có ở Việt Nam. Dạ. Dạ này mới có. Đẹp quá lắm chứ đây. Đẹp quá đẹp luôn. Cầu đá kiều. Đây. Chị đây ba chụp cho anh Tâm. Tuyệt vời luôn. Đãi con trâu. Rồi đây là cầu Đại Kiều. Bữa nay thì không có thu vé cô chú anh chị ơi. Nên là mấy cái địa điểm này thì nói chung là tuyệt vời rồi. Đi tham quan đi chụp ảnh luôn. Quá đẹp. Những cái nón. Quá đẹp luôn nè. Đó, tuyệt vời luôn. Nhưng mà chụp ảnh thì cũng tuyệt vời nè. Rất là đẹp. Treo những cái cánh quạt phía trên. Hai bên thì treo những cái lẵng hoa. Ồ, đây có nguyên một đoàn mặc những bộ đồ bà ba rất là đẹp nha. Xin chào, xin chào, xin chào. Quá đẹp luôn rồi. Anh Cao Tùng Vlog. Thôi bây giờ mình sẽ tiếp tục
di chuyển dài vô khu vực phía trong nha. Đặc biệt thì bữa nay mình sẽ lên đến khu vực đài ngắm hoa để review luôn. Hình như là cái lượng hoa bà con năm nay bán đỡ hơn năm rồi rất là nhiều nha. Mình thấy là hoa đã giật đi rất là nhiều luôn á. Bữa nay chủ nhật nên là cũng có rất là đông cô chú anh chị và các bạn đi tham quan và chụp ảnh đó. Rồi, trong đây có mấy cái lưu hoa quá đẹp luôn nè. Giờ đây mình review luôn. Ồ, đẹp quá rồi, đẹp luôn rồi nè. Ôi, những cái chậu hoa này mới nói là rất là đẹp nha. Hoa này mình không biết hoa gì nha. Đẹp quá đẹp rồi, trời ơi, hết sức cái màu rồi. Đây hình như là hoa dừa cạn nè. Đó, chỗ gỗ hết trơn rồi. Có những cái hoa này cái màu trắng trắng đỏ đỏ nè, nhìn đẹp ghê luôn. Rất là đẹp luôn nha. Bạn nào có về đây thì nhớ ghé khu vực này chụp ảnh nha. Đẹp quá đẹp rồi. Chỗ này bán xiên đá. $35,000 một chậu. Ủa, này có hoa gì đẹp quá ta. Xiên đô la. Nghe cái tên đẹp quá ha. Đẹp quá đẹp luôn. Xiên đô la. Mua hoa hả anh trai? Xiên đô la, nghe cái tên cái là thấy sang quá ha. Hết sức đẹp rồi. Cái này như là lá chứ không phải bông. Như đây là xiên đá. Cái này thì cũng đủ giá cho luôn á. Nói chung là chậu lớn thì cái giá tiền khác. Đó, xiên đá ở đây là 30k nha. Bên đây là đồng giá 30k luôn hả cô? Phải không? Ồ, dễ mua quá hay ta. Con nói ở dưới nè. Chứ cái chậu trên này có đẩy giá rồi. Chậu trên mà nói 30k là chết luôn á. Dạ. Đồng này cô đi theo luôn á. Cái chậu trên này bự hơn. Rồi để chút xíu mình chở ra mình mua vài chậu đem về nhà mới được. Rồi cảm ơn cô nha. Chúc cô bán đắt hàng. Chút xíu con chở ra con mua ủng hộ cho. Nếu mình vào khu vực làng hoa Trái Đét mình không muốn đi lộ bộ thì mình có thể mướn những cái chiếc xe trong khu du lịch luôn á. Xin chào, đẹp quá luôn. Bữa nay cũng khách khá là đông nha. Chị này là như chiếc xe của thành phố á, đi du lịch xong cái mua hoa đem về luôn ha anh trai. Quá êm luôn ta. Sẵn chuyến du lịch cái bà con người ta mua hoa về nhà trưng luôn. Giờ mình sẽ đi dài dài tới khu vực đài ngắm hoa nha. Cô bán xoài luôn. Thấy vui quá ta. Ừ,
40.000 đi hả? Như là mấy cô ở đây là xoài nhà đem về để bán. Thì vui quá. Trái lựa phải không cô? Ba trái đó là lựa phải không? Xoài nhà luôn hả cô? Mua đi bán lẻ à? Xoài nhà luôn hả cô? Ờ, im quá ha. Nhà mình gần ở đây không? Hả? Nhà mình gần ở đây không? Gần. Dạ. Xoài cỡ này là có giá không? Giá luôn. Được nhiêu ký? Này được 25.000. 25.000 hả? Ờ. Dạ, đỡ hơn năm rồi không? Giá gì là đỡ hơn năm rồi không? Cũng vậy à. Cũng vậy ha. Ừ. Cái dạ. Này là cũng vậy đó. Dạ. Táo. Còn táo? Táo là bao nhiêu một ký? Táo này hả? Táo dạ. 25.000. 25.000 hả? Căn con ký đi. Một ký đi, căn con ký đi ủng hộ cho. Cái táo ngon quá à. Mình mà. Nhỏ nhỏ nhưng mà ngọt á vậy. Cái này cái chua ngọt ngọt. Cái nào ngọt không? Có nào ngọt không? Rồi ngọt đi. Muốn cho con ngọt đi. Ngọt thì dễ ăn hơn. 25.000 ký chị. Em bán giùm cho. 25.000 ký. Người ta thích ăn chua chua ngọt ngọt hả cô? Dạ. Con phái ngọt à. Bánh mì nóng giòn đây. Bánh mì nóng giòn đây. 25.000 một ký. Dạ. Yeah. Cho thêm nữa hả? Ừ, bán không biết lời không mà cho thêm nữa tàn. Của nhà ha. Ừ. Vậy là im rồi. Đây nè, cho thêm coi. Thêm nữa. Đây con dạ. Gửi tiền nè. Dạ. 25.000 à chị ơi. 25.000 cô ơi. Cái này chua nha. Ngọt, ngọt. Bên đây chua chua ngọt, bên đây ngọt ngay. Cho con gửi đây đi, chút xíu con ra lấy luôn. Rồi. Dạ dạ. Rồi mãi vô, mãi vô. Táo rẻ đây, táo rẻ đây. 25.000 ký, 25.000 ký. Rồi con gửi lên. Rồi con cảm ơn luôn, con gửi đây, chút xíu con ra lấy. Rồi này khách du lịch hết đông mà. Công nhận cuối tuần thì du khách đổ về đây cũng khá là đông nha. Sau cái đợt festival thì mình tưởng là không có đông nhưng mà đặc biệt thì những cái ngày cuối tuần này lại đông. Đó, du khách đi bằng cái xe này nè. Xe chào. Có nhiều cô chú thì đi xe máy, có máy cũng được. Rồi cảm ơn cô nha, con đi về vô trong. Đây có mấy cô bán bánh mứt nè. Bánh đồ uống. Không có luôn, không có chở chị luôn. Đi chở cho khách đi lượt ra thôi. Đây, bên đây thì bán bánh mứt luôn. Đó. Đó, hay không? Đặc sản Đồng Tháp luôn á cô. Quá trời bánh luôn rồi. À, cũng giống như năm rồi thì cũng mấy địa điểm này bà con cũng đem xoài rồi bánh mứt ra để bán á, hôm nay cũng vậy. Đây, khách du lịch đi xong cái về mỗi bạn là có một cái chậu hoa hết trơn luôn ha. Vậy tặng luôn hả? Trời ơi, tặng luôn không? Vì em gái kia cà khịa đó kìa. Sau khi đi về thì ai cũng có một, những cái chậu hoa đẹp chứ ha. Cao tàu với lóc. Đây, hoa đẹp quá. Đây là những cái vườn hoa giấy nha.
bữa nay thấy mấy chú bán cũng lưng lại rồi, vì là năm nay tình hình năm nay bán được á. Hoa đẹp quá luôn. Tình hình năm nay êm không chú? Nói chung là từ ở đây cho đến Tết thì thứ bảy chủ nhật những cái địa điểm du lịch ở làng Hoa Sa Đéc là hầu như là sẽ rất là đông, tuần nào cũng vậy. Đây có một điểm giữ xe. Bữa nay bán không kẹo phải không? Lấy ra, lấy ra. Quá đẹp luôn rồi. Bữa nay là chị về, mình thấy là ớt đồ nhiều lắm nè. Bữa đó mình cũng có quay chia sẻ. Chậu ớt đẹp quá to lên. Có nhóc hết trơn nè, sau lưng em nè. Chị mua mà em quay vậy sao chị mua? Chị mua đi, chị mua đi, em quay luôn, cho lại chị lên TV luôn. Mua hoa còn kỷ niệm nữa ha, được quay phim kỷ niệm. Chị là chị đó thích ớt trái tim phải không? Anh thấy chị thích trái tim rồi đó. Mùa xuân là phải có tình yêu hả chị? Hay hay lạ lạ. Mấy ớt tím cũng đẹp nữa nè. Ồ quá trời trái luôn ta. Hết sức trái rồi. Dày trái hết trơn luôn. Trái tim yêu hả? Ồ như là ưng được hai chậu rồi ha. Quá im. Tình hình năm nay là thấy bà con có khởi sắc rồi đó. Buôn bán thấy được là mình mừng rồi đó. Bữa nay hoa về quá ta nhiều luôn rồi nè, quá đẹp luôn. Rồi cái con sâu bữa nay rổ chân luôn nè, quá đẹp luôn. Hàng bự hàng là con nãy bó lại mà giờ buông ra hết rồi, giờ sao trở về? Em buộc lại đi. Quá im luôn, trời bữa nay cúc mông sồi nở rộ hết trơn nè, quá đẹp luôn rồi. Nay bán im hả anh trai? Quá đẹp luôn rồi, nhìn mê quá mê rồi. Cột hai chậu này lại cho em đi. Trời ơi, cúc mông sồi bữa nay nó nở rộ vậy đó anh trai. Quá im luôn ha. Hết sức đẹp rồi. Nói chung du khách là mê, mê mặn với những cái chậu cúc mông sồi này nè. Quá trời rộ luôn rồi. Quá đẹp luôn rồi. Dạ, năm nay là trúng mùa đó. Cái này mà khoảng tầm 10 ngày nữa là rộ dữ lắm luôn á. Giờ này là còn có 20 ngày nữa mà cái này là vừa đó. Vừa đó chị, đẹp quá đẹp rồi. Rồi bên đây có những chậu hoa cũng rất là đẹp nha. Ưng được chậu nào chưa mấy em? Bữa nay là hoa nở rộ là rất là đẹp rồi. Có người mua sợi không nở luôn á. Chị thì sợ ra xe chút xem. Chú xách ra rồi chú xách ra này nè. Mình đi dạo vô trong nha. Công nhận bữa nay du khách đổ về khu vực làng Hoa Sa Đéc quá đông luôn. Bây giờ thì mình sẽ vào khu vực đài ngắm hoa nha. Ngắm hoa thì mình chưa có review ở khu vực này. Cái này thấy du khách giờ khu vực này cũng rất là đông nè.
Đây thì gửi xe 5.000 đồng một chiếc. Để xem là khu vực đài ngắm hoa phía bên trong như thế nào nha. Hôm nay thì mình review thì vẫn chưa có vào bên trong. Giá vé hình như là giá vé bữa nay sao hả chị? À, người lớn là 40.000 ha. Trẻ em là 20.000. Rồi đây là giá vé nha. Bán cho em một vé đi chị. 40.000. 40.000. Rồi cho em gửi luôn 40.000. Đây. Giá vé khi mà vào điểm tham quan đài ngắm hoa nha, 40.000. Một vé là 40.000. Không biết là bên trong năm nay như thế nào nha. Năm nay là cũng là lần đầu tiên mà Cao Tùng Vlog đi vào khu vực này luôn. Năm ngoái thì mình cũng có quay nhưng mà hình như là giá vé khác á. Năm nay là 40.000 nha. Không biết là bên trong có đông hay không và hoàn cảnh ở phía bên trong như thế nào nha. Đây ở phía ngoài nè. Đó. Hôm nay là cũng có rất là đông bạn trẻ đến đây để chụp ảnh ở khu vực này nè. Quá đẹp luôn. Rồi cô gái miền Tây luôn. Quá đẹp luôn. Ôi dễ thương quá. Rồi diễn xuất luôn, diễn xuất luôn. Đẹp quá đẹp. Hoa nở rực cả chân luôn. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào khu vực đài ngắm hoa nha. Ồ, ở đây là có một cái chỗ này là tham quan, còn chỗ nào nữa không vậy? Đây dài vô trong còn nhóc điểm chân á em gái. Ở đâu? Dài vô trong còn nhiều điểm lắm. Đi rồi có gì đâu cũng hoa không à. Đúng rồi, làng hoa phải có hoa chứ, không có hoa cho được. Nhưng mà hoa nay nó bị tàn rồi, không đẹp. Không đẹp hả? Họ đẹp dữ lắm. Dạ. Ồ, đẹp dữ lắm luôn. À, vậy là bữa đó coi chừng coi em quay đúng không? Quay đâu mạng á. Dạ dạ. Bữa nay thì bữa nay nó hơi tàn rồi. Vậy là bữa nay không ưng ý bằng bữa đó em quay phải không? Đúng rồi. Đẹp hơn. Dạ. Chị đi ở làng hoa Sa Đéc là đi mấy điểm rồi? Mới ghé đây nè, cho tụi kia đi không được. Còn nhiều điểm lắm nhưng mà không biết là anh đi điểm nào nữa. Trong đó thì giờ này chắc cũng kín hết trơn, đông lắm. Rồi em chào anh chị nha, chúc anh chị đi chơi vui vẻ nha. Em vô trong. Em nào? Em đó 27 tuổi hả? Chưa chồng luôn hả? Chữa chồng phải không? Quá em luôn, cần bằng máy không? Em bằng máy luôn. Rồi bằng máy đâu nè, nước nào em chỉ luôn, em giới thiệu luôn. Ở đây được rồi. Ở đây được. Rồi chút xíu đi vô trong đi gặp à. Để mình xem là ở trong khu vực đài ngắm hoa này có những địa điểm nào mà đẹp hay không nha. Sao mình thấy hoa hướng dương bữa nay như là bông nó muốn rủ hết rồi, không được đẹp nha. Đây là đài ngắm hoa. Hoa hướng dương. Rồi quá đẹp luôn, quá đẹp luôn, quay với tót luôn hả người đẹp. Quá đẹp luôn. Thôi giờ mình sẽ lên trên khu vực đài ngắm hoa nha.
bây giờ mình sẽ đi qua khu vực bên đây nha, để xem là bên đây có điểm nào chụp ảnh đẹp hay không nha. Đây có một điểm phía trên treo rất là nhiều dù nè, nhìn cũng rất là đẹp nha. Bên khu vực này thì có những cái chỗ người ta làm những cái lều á, cho mình nghỉ mát buổi trưa á. Nhìn cũng rất là mát nha, du khách thường ghé vào đây để ăn uống á. Rồi xin chào luôn, hello, hello luôn. Trời ơi, quá trời đẹp luôn rồi, nguyên đoàn luôn hả chị? Nguyên đoàn luôn hả? Còn hát cải lương hả? Cải lương mới về. Vậy hả? Rồi hát tặng em một bài coi. À, hát cho em bài coi, tặng em bài coi. Ờ, áo cưới Cà Mau gì đi. Rồi 1, 2, 3. Sao kỳ vậy? Cái này giống du sinh quá. Mỏ gì đây? Đây 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 đây. Có ai ca bài không? Tặng em ơi. Ca bài tặng em là kỷ niệm luôn nè. Có tiền mấy ca hả? Gọi ca xong. Ca xong đi là có khuyến mãi luôn. Quá đẹp. Lấy 10.000 người, có 10.000 thì lấy quên. Gia đình mình đến từ đâu hả chị? Long Khánh Đồng Nai hả? Ồ, cũng xa dữ rồi ta. Em thấy giống người miền Tây hơn. Đẹp quá đẹp luôn rồi. Lát em thay đồ đẹp nữa. Thay đồ đẹp nữa hả? Rồi chừng nào thay rồi em mới dám quay chứ. Sao em dám quay được. Chào mấy chị. Quá đẹp luôn rồi. Ôi ôi. Ủa rồi mình đi điểm nào rồi? Được mấy điểm rồi? Điểm thứ 2. Điểm thứ 2 hả? Đi chừng nào về? Có mát mát về. Chiều mát mát về ha. 12 giờ đêm gì ha. Em coi đây nó diễm xúc, nó đam áo quần kìa. Quá đẹp luôn rồi. Nguyên một đoàn công nhận là áo đẹp hay là người đẹp? Áo đẹp người đẹp luôn. Đó, em phải nói cho rõ. Chị thắc mắc rồi đó, áo đẹp người đẹp luôn. Người đẹp gì lụa nữa mà. Phải không? Đã từng thấy cái đoàn nào giống đoàn này chưa? Dạ cũng có, nhưng mà cái đoàn này đẹp hơn mấy đoàn kia. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi quá đẹp luôn rồi. Đóng vai là đây là còn nếu đâu nên nó diễn tuồng cũng phải mong qua đây là mình phào thị. Hai bài đi bớt, hai bài bớt thiệt. Tặng không? Tặng bài không? Tặng em bài không? Đi. Tặng cho chú Long An đi. Mở cái này ra. Tặng không? Tặng em là em đi đó. Trời nón lên hết đi cho nó đẹp coi. Rồi, ok. Nhạc lớn. Rồi. Rồi ca đây, ca đây. Kỷ niệm luôn, kỷ niệm luôn nè. Không có nhạc, có hát lắm rồi. Rồi, rồi bye bye. Chúc gặp lại, em đi dạy trong nữa. Rồi, ok. Ủa anh đi theo đoàn nào vậy? Em ơi, em tự do, em làm YouTube mà. Cao Tùng Vlog. Cao Tùng Vlog. Dạ YouTube thì nhiều lắm chị. Em không biết hết được. Thôi bye bye. Chúc gia đình đi chơi vui vẻ nha, chụp nhiều tấm ảnh nha. Bây giờ mình sẽ đi dài vô trong nha. Ồ, đây cũng có một địa điểm chụp ảnh cũng rất là đẹp nè. Đây ở trong đây. Rồi đẹp quá luôn. Xin chào gia đình luôn. Quá đẹp luôn. Chụp được bao nhiêu bức ảnh rồi em gái? Không biết hả? Trên đây hình như là có một chỗ nguyên một cái cây cầu luôn nè. Nhìn chung rất là đẹp nha. Trong khu vực đèn ngắm hoa.
Nó như là có một cái cổng đi lên trên trời luôn kìa. Đây, ở trên đây thì có một địa điểm chụp ảnh cũng rất là đẹp nha, giống như là một cái cây cầu để mà bắt lên trên trên mây vậy đó. Trên kia có một cái mặt trăng nữa kìa, nhìn rất là đẹp luôn. Đây thì cũng có một điểm chụp ảnh cũng rất là đẹp nè, có nguyên một cái chỗ hoa rất là nhiều luôn, hoa màu đỏ nha, đẹp quá đẹp luôn. Và phía sau thì cũng có một cái vườn trồng hoa phía sau nữa. Ở đây thì có một cái quán ăn nha. Mình nghĩ là địa điểm du lịch này thì hầu như là cũng rất là ít những cái điểm mà chụp hình đẹp nha. Cái giá thì 40.000 thì cũng chung chung, nhưng mà mình nghĩ là ở trong khu vực này thì hơi ít những cái vị trí để mà chụp hình đẹp á. Thôi bây giờ thì mình sẽ lên đài ngắm hoa nha. Giờ này thì mình đi cũng hơi chưa trưa, khoảng tầm 10, 11, 12 giờ trưa nên là khách du lịch lên giờ này cũng không có đông. Giờ mình sẽ đi lên trên nha. Mình sẽ quay xuống một chút xíu cho cô bác xem nha. Rung hả? Rung chân hả? Đi lên mà rung chân hả? Đừng lên nữa, đi xuống đi. Kìa, chú la kìa. Im. Nhỏ thôi. Bên đây thì rất là mát nha. Rồi sao đi xuống rồi? Lên tới đỉnh chưa? Dạ tới rồi. Để em đi lên trên đỉnh luôn rồi. Đây, bây giờ mình sẽ lên trên đỉnh luôn nha. Ở trên khu vực đài ngắm hoa thì lên tới đây là hết nè cô chú anh chị. Giờ thì mình sẽ quay xuống phía dưới nha, quang cảnh ở phía dưới chút xíu. Đây. Lên trên cao thì mình có thể nhìn thấy những cái quang cảnh ở phía dưới, phải nói là rất là đẹp nha. Những cái vườn hoa của làng hoa Sa Đéc. Hồi bữa nay giờ này phía ngoài đường lộ đông quá đông luôn rồi. Trong đây thì cũng có bán đồ ăn uống nữa. Nhưng mà mình nghĩ khu vực đài ngắm hoa thì hơi ít những cái vị trí chụp ảnh nha. Thôi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới nha. Ồ, kẹt xe luôn. Bây giờ mình sẽ đi dài vô trong. Thấy những cái dàn cúc bông xoài là nở rộ hết trơn luôn rồi, rất là đẹp nha. Ở điểm này thì cô chú anh chị nào mà có thời gian thì nên đi mua được rồi đó. Dàn cúc bông xoài bữa nay là bùm búp hết trơn rồi, quá đẹp luôn. Cái này cũng rất là vừa để mua về chuyên Tết rồi đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ vivo dài vô khu vực phía trong nha. Không biết là tình hình ở phía trong hiện tại như thế nào. Tôi Vlog sẽ cập nhật tình hình đi du lịch của bà con, cũng như là cập nhật giá cả một số hoa hiện tại ở làng hoa Sa Đéc nha. Chạy xe luôn rồi.
chỉ có những cái ngày tổ chức festival đông, không ngờ thì những cái ngày cuối tuần như thế này thì cũng rất là đông bà con đi du lịch nha. Kẹt xe luôn à. Luôn rồi, hết đi tới lui được rồi. Giờ này là khoảng trưa rồi đó, khoảng tầm gần 12 giờ trưa rồi đó. Nhưng mà xe vẫn còn kẹt nha. Sa Đéc là một trong những địa điểm du lịch hút khách mỗi khi xuân về. Có nhiều cô chú bác thì lựa chọn đi xe mười mấy chỗ á, đi vòng làng hoa Sa Đéc. Có nhiều bạn thì thích đi khám phá thì đi bằng xe máy, xe gắn máy. Này cũng có bán bán nước, uống nước mía rồi thì đủ hết trơn luôn. Ngoài trừ khách ta thì cũng có một số khách nước ngoài cũng đi du lịch vào những cái ngày cuối tuần nha. Cái tuần vlog sẽ đi vi vu dài vô. Địa điểm nào đẹp thì Cô Tùng Vlog sẽ ngừng lại để ghi hình. Bữa nay thì mình thấy là cúc mâm xôi á là bắt đầu phải nói là nở rất là gộ luôn á. Cốt nè, cốt tới hả? Quá trời cúc mâm xôi bữa nay nở rộ rồi, quá trời đẹp luôn à. Cái này là lộ nhất cho em trai? Dạ, lộ nhất rồi đó. Lộ nhất là bị lớn nữa hả? Dạ. Là cái bì hoành nó bị lớn? Cũng chưa đo. Chưa đo luôn hả? Để mình đo thử coi, 2, 4, 6, cỡ 7 tấc á, em đo là cỡ, mình ghi bự hơn nữa hả? Đo đo thử em trai, cỡ bao nhiêu em trai? Một vòng không? Đây đây nè, nó hết sức luôn rồi. Này là lớn nhất nha cô chú anh chị. Cái gì lớn nhất này một cặp chỉ có 400 ngàn thôi hả? Ôi vậy là một chậu chỉ có 200 mà. Ô, mình nghĩ là giá hoa năm nay hình như là rẻ anh Đạt. Thôi hết hồn bự luôn nè. Quá trời luôn rồi. Bên đây thì hơi nhỏ hơn ha. Quá đẹp bên đây. Không nở rộ. Có mấy chậu thì nở rộ, có mấy chậu thì nở bùm búp cũng vừa Tết lắm. Bên trong thì cô đang bán cho mình xôi nồi tiếp. Cúc này là hồi hôm làng hoa Sa Đéc tổ chức festival đó, là hầu như là không còn hoa để bán luôn. Này cúc mini. Cúc mâm xôi mini nhìn đẹp ha. Ai thích loại lớn thì mua loại bự ha. Ai thích mini thì mua loại nhỏ nhỏ vậy nè. Cũng vừa Tết rồi, bà con người ta canh hay lắm. Cái chậu hạnh nữa nè, trái hết cái trái luôn rồi. Đây nè, hạnh nè, hết cái trái luôn rồi.
đâu, ở đâu, ở đâu? Nhiều không? Bông nhiều không cô? Nguyên đám, nguyên đám luôn hả? Rồi rồi đi vô liền. Cho giá luôn hả? Chừng ngàn cây luôn hả? Rồi rồi để em vô quay luôn. Đi đi vô trong anh đây. Rồi trả nhiêu nè em trả luôn. 2 ly nước mía hả? Rồi một chút xa ra uống chục ly luôn. Cái này quá tà trái luôn rồi. Đây quá tà trái luôn rồi nè. Hết chiếc trái luôn rồi. Không biết là chậu này bao nhiêu thì chút xíu nữa mình hỏi giá nha. Ủa đây có mấy cái chậu lớn nè. Bà con người ta để ở phía trong. Nó mấy cái chậu nhỏ thì để ở phía ngoài á. Nó hết sức đẹp luôn rồi. Cái chậu này thì mình nghĩ là cái giá nó sẽ cao hơn những cái chậu ở phía ngoài nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào khu vực hoa hướng dương nha. Ở đây có một cái vườn hoa hướng dương cũng rất là đẹp nè. Đây ở phía trong thì có một vườn hoa hướng dương luôn, rất là đẹp nha. Đây nè cô chú anh chị ơi, phải nói là rất là đẹp luôn. Trời ơi, hoa nó nở ra nè. Đón ánh nắng. Tuyệt vời luôn, rất là đẹp luôn. Trời ơi, đẹp quá đẹp luôn ơi. Một cái địa điểm mà phải nói là nên đi vào những cái ngày cuối tuần nha. Có con ong nó đang chích nhị kìa. Đứng gần gần không biết nó có bay chích mình không nữa. Quá đẹp luôn rồi. Hết sức đẹp rồi. Công nhận phải nói là một cái vườn hoa hướng dương rất là đẹp nha. Cô nói là hết này là khoảng tầm cả ngàn cây á. Ôi ôi quá đẹp luôn rồi. Hết hồn luôn. Quá tà bông luôn à. Khủng khiếp bông luôn. Phải nói là rất là đẹp nha. Đó. Ôi ôi, tuyệt vời luôn. Này mà mấy bạn nào mà có thời gian đến đây để chụp ảnh là tuyệt vời luôn á. Ở đây thì không có thu ché gì trơn á. Ở đây là những cái vườn hoa hướng dương của bà con người ta trồng nha. Trồng để bán Tết mà như là nghe nói là bán hết rồi. Thời điểm này là có khách đặt hàng hết luôn rồi. Quá tà đẹp luôn rồi. Như một vườn luôn. Bông nào bông nấy nó to mà nó đẹp dữ dằn luôn. Nó nguyên một vườn luôn. Rồi ở trong đây là mấy cái cây này giống như mồng gà. Hồi hôm qua là mình có quay ở Long Xuyên á. Kêu hoa này là hoa gì ta? Hoa đuôi phụng hay gì đó. Mình nhớ là như vậy á. Nè, rất là đẹp luôn. Nó có hai màu nha. Một cái màu vàng với một cái màu đỏ.
quá đẹp luôn rồi cô chú anh chị ơi. Bạn nào mà có thời gian thì giờ hãy về đây để mà chụp ảnh nha. Quá đẹp luôn rồi. Các bạn muốn đến địa điểm này thì mình đi từ cái cổng làng hoa Sa Đéc đi vào khoảng khỏi khu vực đài ngắm hoa chút xíu thì sẽ đến cái vị trí này nha. Quá đẹp luôn rồi. Đó, tuyệt vời luôn cô chú anh chị ơi. Mình là rất là đẹp nha. Hoa hướng dương. Có nhiều cây là bông rất là chùm luôn. Ồ, mấy con ong nó chích nè. Có những cái cây thì vẫn chưa có chỗ bông nè. Nhưng mà cô nói thì những cái hoa này đã được đặt hàng hết luôn rồi. Quá đẹp luôn rồi. Quá trời đẹp rồi. Mình phải nói là mình không biết diễn tả như thế nào luôn á. Nói chung là các bạn có thời gian thì nhín chút xíu thời gian đi vào đây để chụp ảnh nha. Đẹp quá đẹp. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục view và vô khu vực phía trong để cập nhật một số địa điểm ở phía trong nữa nha. Nói chung là những cái hoa này là rất là đẹp. Hiện tại thì những cái khách du lịch là nhìn những cái chậu hoa cúc mâm xôi là kiểu như là ưng ý lắm luôn. Tại vì giá cúc mâm xôi năm nay thì cũng khá là rẻ cô chú anh chị. Mình nghĩ là cái giá năm nay là rẻ hơn năm rồi rất là nhiều á. Năm rồi thì một cặp lớn là khoảng hình như là mình nhớ là khoảng 500-600 á, nhưng mà hiện tại thì khoảng chờ tầm 450-500 trở lại là cái giá cao nhất rồi đó. Bây giờ mình sẽ đi dài vô khu vực phía trong nha. Rồi bây giờ mình sẽ view dài vô khu vực phía trong nha. Giờ này thì khách du lịch cũng đang đổ về khu vực ở trong điểm du lịch cánh đồng hoa hồng với Hùng Thi đó cô chú anh chị. Rồi một xe hoa đã được chuyển lên trên chờ giao khách. Rồi kẹt xe luôn. Công nhận bữa nay cúc mâm xôi là chỗ rực rỡ luôn, rất là đẹp luôn rồi. Mấy cái vàng cúc mâm xôi bữa nay là nở rộ chơi luôn rồi nè. Bữa nay có hàng mới về về không em gái? Hết à. Cúc mâm xôi trong kia là mấy cái chậu sứ kìa, bữa nay chỗ rộ chân à, rất là đẹp luôn kìa. Bên đây là cơ sở của chú Út Chiến đó. Nói chung là cái vườn của chú Út là năm nào cũng vậy, cũng rất là đông khách nha. Hỏi thầm chú Út cái để không có thăm ổng ra ổng buồn, ổng chửi mình đó. Lần nào ghé qua là phải thăm ổng cái mới được.
Chào chú. Năm nay mày giàu dạ. Năm nay mày giàu không? Năm nay hả? Năm nay nghèo cũng chết luôn nè. Nghèo cũng chết, dân dạ. Làm qua anh này giàu quá trời giàu luôn. Quá im luôn hả? Ừ, quá im luôn, trời, quá trời đất luôn á. Năm nay kiếm cỡ 5 tỷ không? Chắc 10 tỷ quá. Gặp chú lần nào cũng phải cười vậy đó cô chú anh chị. Cười là có mùi sưng mà. Dạ. Năm nay dân lần qua trồng qua cúc giống mới không à? Dạ, năm nay ấy im ha chú. Ừ. Dạ. Con thấy như là cúc mâm xôi Hàn Quốc hút hàng phải không? Rồi đi vô. Có hàng độc cái gì nè, giới thiệu nè. Có hàng gì độc độc không? Hà Lan, trồng Hàn Quốc. Không trồng Hàn Quốc, Hà Lan hả? Hà Lan bông sâu hơn Hàn Quốc. Ồ. Hà Lan họ bán hết rồi. Nghe lạ lạ ta. Ừ. Năm rồi là có không? Không, mới có năm nay. Ồ, vậy là năm nay là độc độc quyền luôn hả? Ừ. Im mà nghe, im mà nghe. Ồ, vậy là cặp có 320 à? Bán cho lái á. À, là bán sỉ ha. Ừ, dạ dạ. Cái thằng Hà Lan cái bông nó to đùng hơn. Dạ dạ. Đây, đây nè, cái bông nó to đùng nè. Thấy không? Cái bông này chỗ trước 1 tháng rồi nè. Đây 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 đây, vâng, từ từ để con quay. Đó, bông nó to đùng nè. Đây là cúc mâm xôi Hà Lan. Ừ. Đó nè, cái chỗ 1 tháng rồi nè. Đó. Ồ, con thấy như là bông bự hơn. Bự gấp... hơn của thằng Hàn Quốc. Hàn Quốc bự hơn hình như là gấp gữ á. Ừ. Dạ. Đây nè cô chú anh chị ơi. Đây nó ẩn nè, nó ẩn đi đường chân luôn nè. Đây nè cô chú anh chị ơi. À, cô chú anh chị nào mà có mua hoa cúc mâm xôi này thì nên cân nhắc nha. Cái thằng Hà Lan nè, nửa cái bông này nó to đùng luôn, thấy không? Phải như mâm xôi dạ, đó, đây, đây. Mày giờ mình thấy không? Thì nó rộ lên rồi phải không? Ừ, cái đó nó rộ mà chưa nở đó. Chưa nở đó. Đó. Cô chú anh chị nào có mua thì nên cân nhắc giữa cúc mâm xôi Hàn Quốc và cúc mâm cúc Hà Lan nha. Nhau. Dạ. Của Hà Lan thì bông to đùng hơn. Nè nó nè, Hà Lan nè. Đây đây đây. Đó. Chú Út nói là bông nó sẽ to hơn nha. To, nó hơn, sẽ đẹp hơn nha. Nó lâu tàn hơn. Dạ. Ồ bữa nay con thấy cái màu nó ửng lên đẹp quá đẹp ha chú. Ở nhà nó chỗ 1 tháng rồi nè, mà giờ nè. Cho để cho khách coi nè. Nhìn phê dữ người ta. Dạ. Chỗ mấy cây này là mấy bông này là chỗ 1 tháng rồi nè. Dạ. Cái này là chỗ trước phải không? Chỗ trước nó núp đèn á. Dạ. Nè, quay cho khách coi nè ha. Rồi, một rồi. Cây mâm xôi vàng của Hà Lan nè. Rồi một cây mâm xôi vàng của Việt Nam kìa, rồi thấy hết muốn trồng không? Đây đây, khoan từ từ để con quay rồi chú Út giảng lời đã nghe đây nè. Đây nè. Đây là cúc mâm xôi Hà Lan. Hà Lan. Đó, bông gì nè. Ừ. Khoan từ từ để con quay. Đó, bông gì nè. Ừ. Cái độ nó gì nè nha. Đó. Còn cây mâm xôi của Việt Nam nè, bởi giờ Việt Nam cắt hết trồng nữa, bỏ rồi. Mâm xôi truyền thống luôn. Rồi bây giờ thì chú Út sẽ dẫn qua khu vực cúc mâm xôi của Việt Nam mình nha. Ừ. Để so sánh coi là như thế nào nha. Đó. Đây nè. Đó. Là cái máy này của Việt Nam phải không? À, của Việt Nam nè. Nè. Đây đây. Đó, mâm xôi của Việt Nam nè. Trời ơi, gì rồi sao phê được. Ừ. Nó chú Út trồng chuyên nghiệp rồi xưa tới giờ đó mà đó. Coi nè. Trời ơi. Đó dòm nè. Nè nè để cho bước cái cọng bên sau này. Dạ dạ. Để qua cái cọng bên sau này nha. Rồi rồi để gần gần cho so sánh với ổng cái coi. Đây nè, so sánh nè. Đây nè, đó, một cây mâm xôi của Việt Nam nè. Của Hà Lan nè. Rồi nè cô chú anh chị ơi. Mà Hà Lan ta nó cứng nè, nó cứng gì đá à. Dạ rồi. Còn của Việt Nam nó dịu dạo hết trơn à. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi nè. Ừ. Nó mềm nghe cô chú anh chị. Mềm tới sạc tàn. Đúng còn rồi. Của Hà Lan là nó cứng ngắc luôn, trời nó cái cây nó cứng dữ lắm luôn. Khừ gì đá đó. Đó, bông về nó nở 1 tháng rồi đó. Rồi kiểu này thì nói chung là năm tới thì bỏ giống rồi. Giống của Việt Nam chắc nghỉ luôn rồi đó, nghỉ trồng luôn rồi đó. Nghỉ trồng luôn rồi. Mấy nếu cái... mà Hà Lan này nếu mà thuận thời đó ha, bán bằng mâm xôi này cũng ngon hơn. Bị gì trồng 1000 chậu là lấy đủ 1000 chậu. Ồ. Bị gì đó, nó xong đèn rồi nha. Nó dạ. Ra điều do. Dạ. Còn mâm xôi mình trời mưa thời tiết bất lợi là không có 1000 vốn. Ủa mà mình xông đèn nó vẫn không bằng hả chú? Không phải, xông đèn nó mới nó bự cây. Dạ. Cái lỗ cúc này nếu mà trồng không xông đèn là nó không bự cây. Dạ. Đó. Tới 25 tháng 10 ha là gắt đèn là nó ra bông. Còn ông nội này không có đèn nè. Chạy. Rồi. Đó đó xông đèn. Cái của Việt Nam năm nay là kiểu như là chốt nó là thua luôn rồi đó, chạy luôn rồi đó. Không ổn rồi. Không ổn. Quá trời đó nó đẹp rồi chú ơi. Trời ơi phải mày ra vườn lớn ngoài kìa mày ra ngoài một cái. Dữ lắm luôn hả? Nổi luôn á. Mèn ơi. Lớn quá. Dạ. Đây vườn này vườn nhỏ nè. Bán lái rồi đó. Lái quen á thì 150, lái lạ thì 160. Dạ. Vỏ nè. Nè cái màu này màu đỏ nè. Màu này màu đỏ ha. Đây. Còn màu này màu tím nè.
Ồ, vậy là màu đỏ này cũng có hai màu hả? Màu đỏ với màu tím hả? Màu đỏ, màu tím, màu vàng. Dạ dạ. Nè, cái màu tím mà có bông nè. Đây đây đây. Nó lạnh không? Ờ, cái bông. Nó chỗ bông là nó bít cái mặt này hết trơn luôn nè. Đây nè cô chú anh chị ơi, nhìn cái bông nè, nó bự nè. Nó chỗ bông là nó bít cái mặt luôn hết trơn luôn. Dạ. Còn cái mâm sâu vàng của nó nè. Hết chứ nó cứng à, còn thấy cái dạo nó cứng dữ lắm thì luôn, kiểu này nó đâu có sạc là chừng nào mà nó tàn thì thôi chứ nó không bao giờ nó sạc á. À, không bao giờ sạc. Dạ. Mà nó ba lớp bông nè, nhìn kỹ nè, khắc coi nè, một lớp trên nè, lớp giữa nè, dụng lớp dưới nè, hay không chứ không phải như mâm sau mình nó ba lớp bông. Ờ rồi nó dày dữ gì đó hả? Ừ nó dày nè, nhìn nè, ba lớp bông nè, kiểu này là bông ra là nó nếu mà nở đều là cứng ngắt bịch hết trơn luôn. Ôi quá tuyệt vời rồi, phải sông đẹp vậy đó là chắc ăn như vịt. Dạ. Thời tiết thuận lợi cho nó là, tới ngày là ngắt đèn là nó vô hột chứ không phải như mâm sau mình. Mâm sau mình là hết vốn. Mâm sau mình là ngắt đèn là nó không không, có, không nở luôn hả? Có đèn là nó không vô hột, nó không nở luôn. Còn mâm sau này phải treo đèn, cây nó mới bự. Ồ ngộ vậy ta. Ừ, khi nào nó cây mà nó chuẩn cái cây rồi cái mình cắt đèn là bắt đầu vô hột. Ồ kỹ thuật hay ha. Kỹ thuật dạ, của nó dạ, không dạ. Phải nó khác của mình. Đó. Mà công nhận hay quá chút rồi. Ờ của mình mà đem gì là mình không biết trồng ha. Ví dụ cái này cái bí quyết này là mấy thằng cây giống đó, nó dạ. Chỉ hơi hơi thôi nhưng mà mình phải siêu tầm năm rồi đó là cái kỹ thuật của nó bao nhiêu ngày mình cắt đèn chứ không nó sớm hả trơn. Dạ đúng rồi phải có kỹ thuật mới được. À, ừ dạ. nếu năm nhừng thì 25 tháng 10 là phải cắt đèn đó, là từ khi mình cắt đèn cho tới, tới chỗ hoa đều là khoảng tầm một tháng không hả chú? Cái này bữa nay là tháng 1 rồi, 2 tháng mấy rồi. Dạ 2 tháng mấy rồi. Còn cái Hàn Quốc thì ngắt đèn hơi sớm hơn nữa. Dạ. Bông nhỏ hơn, nó mau vô hột hơn. Dạ. Bởi giờ dân người ta chạy mâm sâu thường rồi. Dạ. Đó là coi bán gì đâu mà nó lợp chập. Rồi để mình giới thiệu một chút xíu lại cúc mâm sâu Hà Lan này nha cô chú anh chị. Hiện tại thì ở tại vườn nha, chú bán cho lái là khoảng tầm 160 ngàn một chậu như thế này. Mà đặc biệt thì... Nó dành để dạ dạ. Là chậu 12 nha. Nó để mình nói cho cô chú anh chị và các bạn biết rõ luôn là chậu 12 nha, giá 160. Chậu 10 là 80.000. Chậu 10 là 80.000 ha chú. Dạ dạ. Đây, chậu 12 là 160.000 nha. Nhưng mà đặc biệt thì nói chung là bông á là nó dày luôn, nó 3 tầng dày rất là dày. Mua về là cô chú anh chị có thể trưng qua cái Tết vẫn còn luôn. Nó không có bị sạc giống như là hoa của Việt Nam mình. Còn ở đây là chậu 10 nha. Chậu 10 thì có giá là 80.000 thôi, rẻ hơn. Đó, cô chú anh chị nào mà có đi tham quan khu vực làng hoa Sa Đéc thì có thể mua nha. Đây là giá tại vườn bán cho lái nha. Còn mà cái giá của lái bán cho nông bán cho người dân tiêu dùng thì có thể khác hơn chút đỉnh. Mình không có nói là chính xác nha. Là cái thời điểm hiện tại là hôm nay là ngày mùng 4 tháng 12 năm 2024 nha. Còn những cái ngày cận Tết thì có thể cái giá nó cao hơn. Quá đẹp luôn à. Gồ quá gồ. Dạ. Ở bên đây thì chú Út cũng có một số dạ có luôn hoa hồng. Bữa nay là bắt đầu là bán không kẹo phải không chị ấy? Bắt đầu là bữa nay là phải vô ập ập mới được. Cứ qua mùng là bắt đầu đông ha chị ấy. Dạ dạ dạ. Dạ. Rồi gần Tết trả lời quay nữa. Ừ. Dạ. Cái gầm hả chị? Cái gầm á. Cái gầm tới 20. Dạ. Gầm tới 20. Rồi em cảm ơn nhiều nha. Chúc mình năm nay bán thắng lợi tiếp tục nha. Mày đi quay cho nhiều cho chút. Dạ. Đeo trắng hả? Có mà chậu lớn được không cô? Cô này mua bông nha. Đây ở đây là những cái chậu mà nở bông búp đều hết trơn nè, quá đẹp luôn rồi.
công nhận năm nay bà con mình có cái kỹ thuật trồng phải nói là tuyệt vời hả cô. Dạ công nhận luôn á, nó đều mà nó đẹp làm sao đâu á. Dạ quá êm luôn. Năm nay bán được hả cô? Dạ nói chung là năm nay là con thấy bà con mình mừng gỡ bán hoa là con thấy vui lắm rồi đó. Dạ chúc mừng cho bà con năm nay. Dạ hoa này hoa gì hả cô? Mai gì quên luôn à. Cảm ơn cô nha, chúc cô bán năm nay là thắng lợi nha. Dạ im quá im rồi. Hồi giấy bữa nay chủ nhật thấy cái lượng du khách đổ về đây phải nói là rất là đông nha. Kẹt xe lắm hả cô? Dạ vậy là im rồi đó. Rồi chụp ảnh luôn đi người đẹp ơi, quá đẹp luôn rồi. Miễn phí mà, chụp miễn phí luôn á. YouTube luôn. Quá đẹp luôn rồi. Trời ơi. Công nhận cái áo dài mà chụp với những cái hoa vàng này thì nói chung là tuyệt vời. Anh Cao Tùng Vlog. Có xem không? Bữa nay về xem đây là gặp người đẹp trong đó đó. Người đẹp mặc áo dài cầm cây dù. Cao Tùng Vlog. Không có thời gian á. Có người đẹp, người đẹp vô chụp hình nè. Quá đẹp luôn rồi. Chỗ này mà không chụp là ổn lắm nha. Chưa, anh đang mới tới đây rồi. Trong kia có chỗ nào đẹp không? Hướng dẫn anh đi quay phim luôn rồi. Có nữa hả? Từ từ hôm qua phải không? Chụp không anh chụp cho vài bôi. Quá đẹp luôn rồi. Thôi mấy bạn chụp ảnh đi rồi bye bye. Rồi mình tiếp tục cập nhật dài vào khu vực phía bên trong nha. Trong cái đường sau thì cũng còn rất là nhiều những chỗ rất là đẹp. Cái đồng Vlog sẽ vào để review luôn. Cô nói sáng giờ là xe là kẹt cứng ngắc luôn á. Tại vì cái ngày cuối tuần á thì thường là khách du lịch đổ về đây rất là đông. Giờ này là khoảng tầm 12 giờ trưa rồi đó. Nhưng mà còn xe nè, cô chú anh chị có thể thấy đó, cũng còn rất là đông nha. Số thương lái thì đến đây để mua hoa về, cũng có khách du lịch. Đây có một chỗ bán nước đá mía. Một điểm cũng rất là quen thuộc với Cao Tùng Vlog, đó là cái cô mà rất là nổi tiếng vào những cái clip trước mà mình quay á. Cô kêu mình mà bằng là cục vàng không cô chú chị. Bữa nay mình trở lại thăm cô nha. Bữa nay thì hoa nở rất là nhiều nè, rất là đẹp luôn. Trời ơi tuyệt vời luôn. Quá đẹp luôn rồi. Rau dừa cạn. Nó mấy cái luống hoa nè. Này mua về chân Tết là tuyệt vời luôn rồi đó. Bên đây là mấy cây đu phụng. Như là cô đang cắt bông ở phía trong kìa. Ủa có cục vàng đâu mất tiêu rồi ta. Hồi này mình đang tỉa bông rồi hả cô? Tỉa bông cá bỏ nên lấy bông con nè. Dạ. Sợ sớm. Mấy cái bông này là nó hơi sớm ha. Ừ. Dạ. Trời ủng quá, con thấy cắt rồi con thấy ủng. Lấy bông búp không à. Dạ. Không chịu lấy bông nợ. Cái này có nghĩa là khách người ta đặt rồi luôn hả cô? Khách. Dạ. Ta yêu cầu mình phải lấy bông nhỏ. Dạ. Các cái con thấy uổng quá trời luôn rồi. Dạ. Nè bông con nó còn dưới nó trồi lên nè. Nó còn ở dưới ha. Ừ. Trời ơi cắt gai con thì nói chung là con thì con nhìn thấy là con tiếc à. Ừ. Tại vì nó đẹp quá đẹp mà mình cắt thì nó uổng. Trăm qua mình đâu dám cắt.
Dạ. Mình thương từ cái bông. Thương từ cái bông á, mình trồng cực khổ mà. Ừ. Mình chơi bông này bông kia nó trồi lên chứ. Dạ. Không hết bông đâu. Quá trời đẹp luôn à. Nhưng mà khách người ta yêu cầu mình cắt ha, cắt bông kia cho bông nhỏ nó trồi lên ha. Bông nhỏ trồi lên, người ta thích bông nhỏ à. Dạ. Đó, giống như người ta đó. Nói là cho khách, Tết ha, vừa Tết ha. Ừ, dạ. Khách yêu cầu người ta trưng cho nó lâu. Dạ, dạ. Cái này là có người đặt hết luôn đó hả cô? Có lái đặt rồi. Dạ. Hoa này là hoa gì ta? Hoa kim cương. Ờ, hoa kim cương. Trời ơi, quay nhiều lần lắm mà quên hoài. Bữa nay cúc mâm xôi là nở rộ chưa hết cô? Con thấy cũng vô rộ rồi, hả? Đúng rồi, hé mặn hết trơn rồi. Dạ. Cái nào rộ là cái đó sớm ạ. Rộ là sớm hả? Ừ. Nhưng mà con thấy bông búp hả? Ừ. Búp là dừa phải không? Ừ, búp là dừa. Dạ, tại vì con cũng còn 20 ngày nữa hả? Ừ. Dạ. Thôi để con đi qua bên kia. Ừ, quay quá trời đẹp rồi. Dạ, 20 ngày nữa rồi. Đây là qua mùng, qua đuôi phụng. Cứ mình lộn gặp cái lá mình tưởng mồng gà hoài luôn á. Chào chú. Trời ơi, bữa nay khỏe hả chú? Dạ. Để con qua quay cúc mâm xôi, hứa bữa nay trở lại quay nè. Dạ. Thì mình trở lại thăm cái vườn cúc mâm xôi của chú nha. Và hôm nay mình cũng có quay một clip á. Mình hứa là chừng nào chỗ hoa lên rộ rộ á, mình sẽ quay một lần nữa cho bà con xem. Tình hình hoa năm nay là thấy trúng mùa không hả chú? Hay. Thì im hơn năm rồi. Im hơn năm rồi ha. Vậy là trúng mùa phải không? Mùa. Dạ. Cái gì thấy bắt được hết trơn. Ồ, vậy là im rồi. Dạ. Không sao. Cái này là cúc mâm xôi Hàn Quốc hả chú? À, mâm xôi Hàn Quốc. Đây đây đây. Trời ơi, quá đẹp luôn rồi. Hết sức đẹp rồi. Trời ơi, bữa nay rộ lên kìa, tuyệt vời luôn. Quá khứ đẹp rồi. Giao người ta hết rồi đó. Ồ, vậy là có khách đặt hết luôn hả? Trời ơi, vậy là chờ cái ta lại lấy lần lúc cái. Dạ, như vậy là hiện tại là cúc mâm xôi này đã có chủ hết trơn luôn rồi nghe cô chú anh chị. Quá tuyệt vời luôn rồi, năm nay chúc mừng bà con. Mà mình thấy công nhận nha, cái cúc mâm xôi này á với cúc mâm xôi Hà Lan nữa là hai loại năm nay là rất là hút, và đặc biệt thì cái thân của nó rất là cứng nha, chứ không phải là như là cái cúc của Việt Nam mình nha. Cái dạo nó nè cứng dữ lắm luôn. Nó mình có thể trưng rất là lâu luôn. Quá trời đẹp rồi. Hết hồn luôn. Ba màu, đỏ. Dạ. Vàng tím. Đỏ vàng tím. Chủ đạo là ba màu hả chú? Chắc còn nữa chứ mà chưa có. Dạ, chưa có nghiên cứu hết ha. Quá đẹp luôn rồi. Cúc mâm xôi Hàn Quốc ba màu. Màu vàng hết sức đẹp. Này vừa Tết dữ lắm luôn nè. Giờ chỉ đợi giao thương lái thôi. Mình trồng tổng cộng được bao nhiêu chậu hả chú? Này có rễ nó trồng ra 1.000 mấy đó ha. Cỡ dạ. 1.000 đi. Cỡ 1.000 chậu ha. Ừ, 1.000 chậu. Quá tuyệt vời luôn rồi, quá đẹp luôn rồi. Cái nói này năm nay là cái hoa này là rất là hút luôn. Dạ. Màu sắc năm nay là màu sắc màu mới nè, màu màu tím này là màu mới á. Hết sức đẹp. Nhưng mà con thấy năm nay là cái trúng mùa.
quá đẹp luôn người ta ơi, tuyệt vời luôn, không có chê vừa ở đâu được chân. Con gái 18 hả? Con gái 18 gì đó, 18 đều gan luôn. Không có em nào mà 19 hết trơn, 18 đều gan luôn hết trơn luôn á. Quá đẹp luôn rồi. Rồi mình đi vô chú ơi. Cảm ơn nhiều lắm nha. Dạ. Chúc năm nay là bà con là mình là mua bán thắng lợi. Năm tới cũng bị gan vậy luôn nha. Dạ. Quá im luôn rồi. Quá trời đẹp rồi, không có đường nào mà diễn tả được trơn coi nè. Nè nè. Nhìn cái màn hình con nè, nó gỗ 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 quá đẹp luôn rồi. Một điểm du lịch cũng khá là hot hiện tại đó là cái vườn trà là, nhưng mà thời điểm này thì vườn trà là không có trái nha. Đây thì cũng là một điểm du lịch cũng khá là nổi tiếng và thu hút cái lượng khách rất là nhiệt đông, nhưng mà thời điểm hiện tại thì không có trái á, nên gọi là cũng không có đông như mỗi khi. Nói giờ này là khách du lịch bắt đầu người ta đi về nè. Giờ này cũng hơi chưa chưa rồi, hoa bữa nay nở rộ hết trơn rồi, nên là du khách cũng tranh thủ để tìm cho mình được những cái tấm ảnh để đăng Facebook, Zalo. Hoa mà nhiều thì mình chụp sẽ đẹp hơn. Và hôm nay mình đi festival thì hoa chưa nở rộ á, ở trong đó vườn rau dừa cạn kìa, đẹp quá đẹp. Đây là hoa giấy nha. Mặc dù thời tiết giờ này là nắng là khoảng tầm gần 40 độ C á, nhưng mà du khách không ngại, không ngại cái nắng oi bức vẫn đi tham quan du lịch. Đây có mấy xe đá mía. Điểm tham quan du lịch cũng khá là nổi tiếng ở khu vực này đó là Happy Land Hùng Thi. Nghe nói là những cái ngày này là rất là đông khách luôn á. Khách ở trong kia mới gà nữa nè, trong quá đông. Đây là xe điện. Happy Land Hùng Thi. Xe cứng ngắc hết trơn luôn. Giờ mình sẽ vi vô thẳng ra cổng sau luôn nha. Xem hiện tại thì ở gần gần khu vực cổng sau có điểm nào đẹp nữa không thì mình sẽ dừng lại để ghi hình chia sẻ. Mấy xe điện nhìn đẹp quá ta. Mấy cánh đồng hoa bữa nay nở cũng gỗ hết trơn luôn rồi. Giờ là mấy cô tưới nước. Hình ảnh rất là đẹp, những cái xe chở những cái hoa đi giao cho khách. Trời ơi, hoa đẹp quá đẹp luôn rồi.
Bây giờ mình sẽ lên cầu. Cầu này thì buổi tối á, buổi tối mình đi mới đẹp. Buổi tối thì lên đèn á, nhìn là đẹp tuyệt vời luôn. Đây là đường mình đi thẳng cổng sau luôn. Mấy chiếc xe du lịch là mình thấy là chở rất là nhiều bông á. Ở phía sau á, sau khi đi tham quan ngắm cảnh xong thì bà con sẽ nhín thời gian để đi mua hoa luôn, chở về nhà luôn để chưng Tết luôn, sẵn dịp á. Đây thấy có nguyên một cái vàng vàng hạnh á, nở rộ nhìn đẹp ghê luôn á. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vô dài vào khu vực bên trong này nha. Ở này có mấy cái chậu hạnh trái hình như là nó cũng chín hết trơn rồi. Nói chung là nếu mà chín thì cô chú bác bán thời gian không có được lâu quá, nhưng mà không bán cho khách được thì cũng hơi uổng. Tại vì nhiều khách thì người ta mua chỉ nhỏ 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 thì mua chung Tết ngày Tết được thì im hơn. Quán lá nước mía cà phê. Rồi gần ra tới khu vực cổng sau rồi đó. Bữa nay nói chung là mấy cái dựa hoa là khách rất là đông. Hiện tại thì là cái thời điểm cao điểm để những cái thương lái người ta sẽ lựa chọn những cái hoa nào đẹp nhất để mua về là chuẩn bị bán Tết rồi đó. Ở đây có một cái vườn hoa giấy quá là đẹp luôn. Hoa giấy này năm rồi, năm trước mình cũng có quay 2 năm luôn á. Năm nay thì mình chưa cập nhật. Thì tới khu vực cổng sau nè. Ngoài đây thì có một địa điểm du lịch cũng khá là nổi tiếng, đó là cánh đồng hoa hồng. Xe cũng đậu ngắt hết trơn luôn này. Đó, mấy chỗ này bán hoa là tập trung nè. Giờ thì mình ra tới cái cổng sau đó cô chú anh chị ơi. Quá trời hoa luôn á. Đi vô du lịch về là kiểu như là đầy xe hoa phải không? Về Bến Tre luôn hả? Quá ghê quá ghê. Ôi Bến Tre dưới như là em thấy hoa nhiều lắm mà. Nhưng mà trên đây hoa đẹp hơn dưới. Hoa đẹp hơn dưới hả? Đúng rồi. Ở đâu có Bến Tre ha mấy chị? Ngay thành phố luôn hả? Rồi vài bữa nữa em xuống dưới nè. Ở dưới có địa điểm nào mà hoa nhiều không chị em ơi? Địa điểm hoa nhiều quá, Chợ Lách. Chợ Lách hả? À, Chợ Lách. Rồi vài bữa gặp lại nha. Quá trời hoa luôn rồi. Đầy xe luôn rồi. Ở vậy lên đây là kể như say mê phải không? Say mê hoa. Ở dưới Chợ Lách thì như là đặc điểm là hoa giấy thì nhiều. Ở dưới trồng hoa giấy nhiều. Đúng rồi. Trên đây thì xuống dưới lấy hoa giấy gì để bán. Còn ở trên đây thì... Rồi tạm biệt, tạm biệt. Hết chỗ rồi. 71 như là của Bến Tre. Cái này khách du lịch nói chung là chủ nhật á, nên là khách du lịch đi cũng rất là đông. Làng hoa Sa Đéc. Này cũng cúc mâm xôi kìa, quá trời luôn. Để mình ra mình quay cập nhật. Ở đây có hai cái chậu hình trái tim mà phải nói là rất là đẹp nha, hoa giấy. Ôi, ôi nhìn đẹp ghê luôn. Một dựa bán hoa. Bữa nay mình thấy cúc mâm xôi á gực lên là rất là đẹp luôn. Rồi hello hello gia đình luôn. Quá trời cúc mâm xôi đẹp luôn rồi. Em Cao Tùng Vlog. Dạ. Ôi, bữa nay cúc mâm xôi gực lên quá chèn hả chị?
đẹp quá đẹp luôn rồi. Qua ra quay ruộng Hàn Quốc hả? Có ruộng nè, quá đẹp luôn rồi. Ôi, ôi. Nở rộ kìa, tuyệt vời luôn ha, quá đẹp rồi. Cái này là lâu nhất luôn hả chị? Dạ. Này bị quanh hình như là mình nghĩ là trên 1 mét á, nếu mà bị gì tính bự hơn nữa hả chị, cái này buộc lại đó hả? Quá trời luôn. Dạ. Nó rộ quá rộ rồi, đẹp quá đẹp luôn rồi. Chị đó khách đi mua hả? Hay là lái? Lái hả? Lái quen à? Chiều thấy YouTube hả? Quá trời đẹp luôn rồi. Hoa này hoa gì hả chị? Ờ, sống đời, sống đời. Đây là mấy cây sống đời nha. Rồi, vậy là thương lái mua hoa gì về ta? Này về đâu hả người đẹp? Em về cây lại. Cây lại Tiền Giang hả? Ủa, cái này cái gì mà trái nhỏ nhỏ, nhỏ này ta? Ớt hả? Ồ, ngộ quá ta. Rồi, vậy là thương lái Tiền Giang. Cái này là bắt đầu là thời điểm là những cái thương lái người ta sẽ đi gom hoa để tập trung về để bán Tết rồi đó. Thời điểm này là thời điểm tập trung mua hoa về. Quá đẹp. Đúng rồi. Tết thì sẽ cái giá nói chung là sẽ nhỉnh hơn chút xíu. Dạ. Giờ là lửa phải không? Nghe thương lái nói hay hàm ghê ghê anh chị. Quá gần hả? Đúng rồi, người ta mua người ta có người hình như là người ta mua á chị, người ta gửi lại giường luôn á. Đúng rồi. Dạ. Thôi chúc hai vợ chồng người đẹp là năm nay là bán thắng lợi nha. Bye bye. Phải nói là những cái hình ảnh những cái ngày cận Tết bà con đi mua hoa về để bán Tết á, hình ảnh rất là đẹp nha. Có lẽ tới đây thì Cao Tùng Vlog sẽ kết thúc video nha. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc và vạn sự như ý nha. Nhớ đừng quên để lại một đăng ký kênh, bình luận góp ý và chia sẻ clip cho Cao Tùng Vlog nha. Rồi bye bye và hẹn gặp lại.